Hi, minasan, konnichiwa. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với buổi học tiếng Nhật cùng Nhật ngữ Hoa Sen. Ở bài hôm trước, chúng ta đã được học về mẫu câu TMAS, có nghĩa là đang diễn ra một hành động tại thời điểm nói. Và hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu về mẫu câu này. Hi, minasan, hajimemasho. Đầu tiên, các bạn hãy cùng nhau xem một bức ảnh. Koko wa doko desu ka? Hojimenshi desu. Watashi wa Hojimenshi ni sunde imasu. Watashi wa Hojimenshi ni sunde imasu. Tôi thì đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Và chúng ta sẽ thấy xuất hiện một mẫu ngữ pháp mới, động từ chia về thể T cộng thêm imas. Vậy T imas dùng để biểu thị một trạng thái hoặc biểu thị hành động mang tính thói quen hoặc là nghề nghiệp. Và để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này, chúng ta hãy cùng nhau đi đến một vài ví dụ sau đây nhé. Ano hito wa Yamada-san desu. Yamada-san wa kekkon shite imasu. Yamada-san wa kekkon shite imasu. Anh Yamada thì đang trong tình trạng kết hôn. Anoito wa Tabon-san desu. Tôi thì biết anh Tabon. Watashi wa Tabon-san o shite imasu. Watashi wa Tabon-san o shite imasu. Tôi thì biết anh Tabon. Tôi thì đang sở hữu máy ảnh. Watashi wa kamera o motte imasu. Watashi wa kamera o motte imasu. Tôi thì đang sở hữu máy ảnh. Toyota thì đang sản xuất xe hơi. Toyota wa kuruma o tsukutte imasu. Toyota wa kuruma o tsukutte imasu. Tôi thì đang học ở trường Hoa Sen. Watashi wa Hoasen gakkou de benkyou shite imasu. Watashi wa Hoasen gakkou de benkyou shite imasu. Và bài học ngày hôm nay của chúng ta sẽ kết thúc ở đây. Các bạn hãy tự lấy cho mình thật nhiều ví dụ để hiểu rõ hơn về mẫu ngữ pháp này nhé. 皆さん、また今度お願いします。